Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là Leon Goretzka, mùa giải 2 UCL. Với bộ chỉ số rất đều và đẹp ở mọi vị trí ngoài trừ GK, đã biến Goretzka trở thành một trong những con hàng đáng dùng trong FIFA Online 4, nhất là với những huấn luyện viên Bill Team Bayern hay đội tuyển Đức. Với thông số thể hình khá đẹp, cao 1m89, nặng 82kg, cùng chỉ số sức mạnh 115, thăng bằng 113 ở bức thẻ cộng 3, tuyển thủ người Đức sẽ làm gia tăng đáng kể sức chiến đấu ở tuyến giữa. Không nhiều cầu thủ có thể khiến Goretzka ngán ngại khi đổ sức mạnh. Sở hữu một bộ kỹ năng phòng ngự tốt, Goretzka thường xuyên có những tình huống lao vào cầu thủ tấn công bên phía đối phương, tích cực trong việc giành lại quyền kiểm soát bóng cho đội nhà. Anh thi đấu bao sân, có mặt hầu hết ở các điểm nóng. Nếu không cứu được bóng, tối thiểu anh cũng sẽ làm chậm đi nhịp lên bóng của đối phương để đội nhà có thêm thời gian ổn định lại hàng phòng ngự. Khả năng chuyền bóng của Goretzka đã được cải thiện thêm ở phiên bản lần này. Đâu đó khi chơi các mùa giải trước, mình vẫn cảm thấy có sai số trong những tình huống đập nhã với đồng đội của Goretzka hay những đường chọc khe quyết định có phần hơi mạnh một chút. Thì ở phiên bản này, những sai số đó đã giảm xuống đáng kể. Những đường chuyền không đến mức ảo ma như những con hàng top đầu game, nhưng sự chuẩn xác và độ hợp lý đã được cải thiện khá rõ, giúp Goretzka thường xuyên có những pha dọn cổ cho đồng đội lập công. Tốc độ cũng đã được nâng cấp thêm ở mùa giải này so với các phiên bản trước, giúp cho Goretzka không chỉ có thể đeo bám quyết liệt cầu thủ đối phương, mà ở phương diện tấn công, nó giúp anh lướt đi nhanh hơn, thoát ra khỏi sự theo kèm của đối thủ. Tuy không hẳn là quá nhanh, nhưng với sự cải thiện này cũng sẽ giúp anh em dễ tấn công hơn trong một vài trường hợp cần tốc độ với Goretzka. Không chỉ có những điều trên, khả năng đóng xa của Goretzka phiên bản này cũng lợi hại hơn các phiên bản trước, nhất là khi cú đá được tung ra bằng chân thuận của anh. Lực bóng đi căng và vô cùng hóc hiểm, khiến GK đối phương phải bó tay. Anh có thể đóng xa bằng đê chéo góc hay dứt đê đều được, tỷ lệ làm bàn là khá cao. Bên cạnh đó, những pha đê chìm về hai góc mỗi khi Goretzka sang một vòng cấm cũng thường đưa bóng vào sát mép cầu môn với lực rất căng, và điều đó sẽ không dễ cho GK có thể bắt được nếu không có được vị trí đủ tốt hoặc đội bạn không điều khiển thủ môn. So với chân thuận, chân trái sút bóng có phần kém ổn định hơn một chút, nhưng nếu nắm nó kỹ càng, anh cũng sẽ khiến cho đối thủ phải ôm hận. Tổng kết lại, đây là phiên bản tốt nhất của Goretzka tính đến lúc này, với những sự nâng cấp về nhiều mặt. Anh em hoàn toàn có thể đầu tư vào mùa giải này. Mình kỳ vọng Goretzka sẽ được tăng thêm chỉ số trong tương lai, hoặc tối thiểu là giữ nguyên bộ chỉ số như hiện tại sau khi C1 năm nay kết thúc. Và đó là bài review của mình về Leon Goretzka mùa giải 2 UCL. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhớ subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.